Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Một Số, kênh soi cầu miền Bắc của mình. Và quay trở lại với mọi người của video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người vị trí của đường cầu giải đặc biệt đánh tỷ lệ 0,3 ngày, cực kỳ sắc nét và cực kỳ hiệu quả. Và đối với đường cầu này thì chúng ta sẽ lựa chọn theo hai khoảng. Thứ nhất là chúng ta chơi một khoảng từ thứ hai cho đến thứ tư và một khoảng từ thứ sáu cho đến ngày chủ nhật. Và đồng thời thì mình cũng sẽ đưa ra cho mọi người cái phương pháp chơi hợp lý. Với vị trí của ngày thứ hai cho đến ngày thứ tư, chúng ta chơi tỷ lệ 1, 2, tỷ lệ 4. Tiếp tục ở vị trí ngày thứ sáu cho đến vị trí ngày chủ nhật, chúng ta sẽ chơi theo phương pháp 1, 3 và 6. Và cụ thể cái đường cầu này cho nó chạy và chúng ta chơi như thế nào thì sau đây mọi người cùng mình quay trở lại bảng kết quả. Mình sẽ đi phân tích cho mọi người bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 năm 2023 để anh em dễ hiểu như sau nhé. Rồi, đây là bảng kết quả mở thưởng ngày 19 tháng 3 này, anh em để ý cho mình này. Đây là ngày chủ nhật. Chúng ta lựa chọn ở bảng kết quả mở thưởng ngày chủ nhật, ngày 19 tháng 3 để chơi cho 0,3 ngày là thứ hai, thứ ba và thứ tư, tức là ngày 20, ngày 21 và ngày 22 ở đây. Rồi, quay trở lại bảng kết quả mở thưởng ngày chủ nhật này. Tại vị trí của giải đặc biệt, mọi người lựa chọn cho mình là ba con số đầu tiên. Ở vị trí này xuất hiện cho mọi người là con số 8, con số 6 và con số 9. Mọi người kết hợp cho mình lần lượt với giải 7 là hai con số đầu của bộ số đầu tiên và con số đầu nằm trong bộ số thứ ba của giải 7. Thì ba cái vị trí này lần lượt nó xuất hiện là con số 0, con số 4 và con số 2. Bây giờ mọi người kết hợp cho mình với những vị trí này thì chúng ta sẽ có cái dàn đề như sau. Đối với dàn đề thì chúng ta sẽ có là 808, chúng ta có 848, 828. Rồi tiếp tục chúng ta có vị trí của 606. Chúng ta có 646 và 626. 9 thì chúng ta có 909. Vị trí của cặp 949 và vị trí của cặp 929. Vậy cái dàn đề này trả cho chúng ta là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 số này. 18 số này chúng ta chơi cho mình 0,3 ngày là thứ hai đến thứ tư. Đó, và tỷ lệ là 1, 2, 4. Tức là ví dụ anh em chơi tỷ lệ 1, 2, 4 tức là như nào? Ví dụ anh em chơi cho mình ngày thứ hai, nó sẽ rơi vào tỷ lệ 1, tức là chẳng hạn anh em chơi cho mình là mỗi con 100k. Nếu ngày hôm thứ hai không về, chúng ta chơi ngày hôm thứ ba là tỷ lệ 2, tức là mỗi con 200k. Nếu ngày thứ ba không về, chúng ta chơi ở tỷ lệ ngày thứ tư thì ngày thứ tư chúng ta sẽ phải chơi vị trí ở tỷ lệ 4, tức là mỗi con 400k. Đúng chưa? Rồi bây chúng ta quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày 3 ngày sau là ngày 20, ngày 21 và ngày 22. Ở vị trí bảng kết quả mở thưởng của ngày 20, ngay ngày đầu tiên đã trả về chúng ta là con số 92 ở đây. Ngay vị trí ngày không thứ nhất đã trả chúng ta rồi. Và cái đường cầu này chúng ta sẽ đánh như sau. Ngày nào lỗ phát chúng ta dừng luôn. Được chưa? Anh em nên nghe lại một lần nữa này. Ngày nào lỗ chúng ta dừng luôn cho mình. Rồi, thì đối với vị trí đường cầu này nó đã trả với ngày hôm sau là ngày 20. Tiếp tục là về vị trí của ngày hôm 21, nó lại còn giả tiếp về con số 64. Đó, hai ngày ra liên tục con số 64 ở đây. Tiếp tục ở vị trí của ngày hôm 22 thì nó ra 98, trong dàn chúng ta không có. Vậy 0,3 ngày thì chúng ta ăn được 2 ngày, ăn 2 ngày đầu tiên luôn. Rồi, tiếp tục chúng ta quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng ngày thứ tư này. Đã có số 98 rồi này, chúng ta di chuyển đến ngày hôm 23 là hôm thứ 5 để chúng ta lựa chọn đường cầu này chơi cho thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Vẫn tại vị trí đường cầu này nhé, chúng ta lựa chọn là ba con số đầu giải đặc biệt thứ 5. Kết hợp với giải 7 chúng ta lựa chọn là bộ số đầu và cái con số đầu của bộ số thứ 3. Thì bên trên này xuất hiện là con số 4 và con số 5. Nó trùng nhau mà. Thì bên có 4 này, có 6 này và bên này có 2. Thế chúng ta kết hợp với nhau. Chúng ta kết hợp hai con số bên trên với ba số bên dưới thì chúng ta sẽ có cái dàn đề này. Dàn đề chúng ta có kép 44 này, chúng ta có 464 này, 424 này. Và chúng ta có số 5 thì chúng ta có 545, chúng ta có 565 và chúng ta có 525. Vậy cái dàn đề này nó không có quá là nhiều số. Nó có 2, 4, 6, 8, 10, 11 số duy nhất. Và chúng ta chơi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Và tỷ lệ này, tỷ lệ của vị trí từ thứ 6 cho chủ nhật là 1, 3 và 6. Đó, tức là gì? Ví dụ ngày đầu tiên anh em đánh cho mình 100k, ngày hôm thứ 6 không về thì ngày hôm thứ 7 chúng ta đánh cho mình tỷ lệ là 300k. tiếp tục ngày hôm thứ Bảy không về thì Chủ nhật chúng ta sẽ đánh tỷ lệ là 600k. Đó, và những cái đường cầu và những cái vị trí này mình đưa ra cho một người thì mình cũng đã sàng lọc và đảm bảo cho một người cái tỷ lệ trong khung 3 ngày nó sẽ phải lỗ khoảng độ từ 90% rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta so sánh với vị trí của bảng kết quả mở thưởng của 3 ngày sau đó này. Ngày hôm thứ 6 giải đặc biệt giao số 57 chúng ta không có này, ngày thứ nhất chưa được. Tiếp tục ngày thứ 2 là ngày hôm thứ 7, nó ra con số 73 trong dàn cũng không có. Vậy là qua cái tỷ lệ 2 ngày đánh chúng ta vẫn chưa được. Đến ngày cuối cùng là ngày Chủ nhật chúng ta đánh tỷ lệ 6 thì nó đã xuất hiện là giải đặc biệt con số 65 ở đây. Và trong dàn thì chúng ta có vị trí của cặp 5665. Đúng chưa? Vậy vị trí cặp 5665 này. Rồi, thì bây giờ chúng ta tiếp tục đã chiến thắng ở vị trí thông như vậy, chúng ta để ý cho mình vẫn bảng kết quả mở thưởng ngày Chủ nhật này luôn để chơi cho thứ hai, tức là ngày 27, ngày 28 và ngày 29. Thì bây giờ chúng ta lựa chọn ở bảng kết quả này, chúng ta có 5 và 7. Chúng ta có 5 và 7 đây này. Kết hợp bên dưới này, chúng ta giải 7 đây, chúng ta có con số 3, con số 0, con số 6. Chuẩn chưa? 3 này, 0 này và 6. Cái tỷ lệ của ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy thì chúng ta chỉ có tỷ lệ là 1, 2, 4 thôi nhá. Vậy chúng ta kết hợp này, chúng ta sẽ có dàn đề như sau. Đó, chúng ta có dàn đề là thứ nhất là con số 5, chúng ta có 535. Chúng ta có 505 và 565. Tiếp tục con số 7 chúng ta có 737, chúng ta có 707 và 767. À, chơi từ thứ 2, thứ 3 và thứ 4 tỷ lệ tương ứng là 1, 2 và 4. Rồi, thì quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm thứ 2, thứ 3, thứ 4 này. Ngày hôm thứ 2 giảm về giải đặc biệt con số 30. 01 tỷ lệ 1 không có này. Tiếp tục ngày hôm thứ 3 vị trí con số giải đặc biệt số 28 trong dàn cũng không có, tỷ lệ 2 chúng ta không được. Và tiếp tục đối đến vị trí của ngày thứ 4 thì nó đã may mắn tiếp tục xuất hiện là con số 67 và chúng ta đánh ở tỷ lệ 4 và trong dàn có cặp 7667 ở đây. Đúng chưa ạ? Rồi, thì bây giờ chúng ta lựa chọn cái đường cầu này để chúng ta nhìn nhận và chơi cho vị trí của ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Đó, thì chúng ta quay trở lại với vị trí giải thưởng ngày hôm thứ 5, ngày 30 tháng 3 ở đây. Giải đặc biệt này chúng ta xuất hiện là con số 1 và con số 5. Bởi vì nó trùng hai con số 1 thì mình lấy một vị trí thôi, là con số 1 và con số 5. Và tiếp tục kết nối với vị trí của thứ 7 chúng ta lựa chọn đây, được 1, 7 và con số 4 nữa. 1 này, 7 này và 4. Và hai con số này chúng ta kết hợp với ba con số bên dưới. Vậy chúng ta sẽ có dàn đề. Thứ nhất là kép 11. Tiếp tục vị trí của 171, 141. Rồi vị trí của số 5 thì chúng ta sẽ có 515, chúng ta có 575 và chúng ta có 545. Vậy thì trong cái dàn đề nữa, anh em ghép cho mình thêm cả kép nữa. Đó, cộng thêm đề kép. Với vị trí cộng thêm đề kép này thì chúng ta sẽ chơi từ thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Đó, tức là sẽ chơi vào ngày như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ chơi vào ngày 31, ngày mùng 1 và ngày mùng 2. Được chưa? Ngày mùng 31, ngày mùng 1 và ngày mùng 2. Đó, ngày 31 tháng 3 này. Tiếp tục này. 01 và 02 của tháng 4. Đó, tỷ lệ 1, 3 và tỷ lệ 6. Đối với dàn đề này, cộng thêm đề kép anh em nhé. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm thứ 6. Thì chúng ta xuất hiện con số 81 trong dàn không có rồi. Vậy cái vị trí này chúng ta còn chơi 2 ngày nữa là ngày hôm thứ 7 và ngày hôm Chủ nhật. Đó. Được chưa? Tức là ngày mùng 1 và ngày mùng 2 của tháng 4 với cái vị trí dàn đề này. Anh em lưu lại cho mình cái dàn đề này. Và đây đường cầu mình chia sẻ cho anh em chơi hiện tại đang chạy cực kỳ là thông. Anh em có thể lưu lại cho mình nhá. Nhớ và còn lại chơi cho mình vào vị trí của ngày mùng 1 và ngày mùng 2. Đó. Ok. Tỷ lệ đường cầu cực là ok nhá. Rồi, và còn một cái vấn đề nữa cũng cực kỳ là quan trọng, thì tất cả những anh em nào mà đang xa bờ, anh em cần hỗ trợ về những cái đường cầu kín hơn hay là những cái đường cầu ăn thông dài hơn và có cái phương pháp hay có cái cách chơi hợp tình hợp lý nhất, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo số VIP nhóm Kím cho mình. Và trên Zalo ấy thì hàng ngày mình sẽ hỗ trợ cho mọi người, thứ nhất là từ những con số và từ những cái cách chơi làm sao cho nó chuẩn và chính xác nhất cho tất cả anh em, để anh em đang xa bờ thì sẽ vào bờ một cách an toàn nhất và nhanh chóng nhất. Và trên Zalo của mình thì chỉ có một số Zalo duy nhất, đó chính là 0379419207. Được chưa? Anh em nên nhớ cho mình là nếu không dùng Zalo thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được. Và số điện thoại của mình cũng là 0379419207. Và với cái mức phí là 350k trên một tuần này thì không quá là cao, bởi vì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người đầy đủ về vị trí của đường cầu lô, đường cầu xiên và đường cầu giải đặc biệt. Đó. Và mình sẽ đảm bảo cho mọi người cái tỷ lệ lỗ trên tuần với vị trí cầu lô và cầu xiên thì tỷ lệ lỗ là từ 4 đến 5 hôm. Còn đối với tỷ lệ của dàn đề thì mình sẽ đảm bảo cho mọi người một tuần sẽ là từ 2 cho đến 3 ngày trở lên, với dàn đề từ 6 cho đến 10 số. Ok. Vậy anh em có thể liên hệ trực tiếp lưu lại cho mình cái số Zalo của mình nhé. Rồi, và thời lượng của video thì cũng như ngày, mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc tất cả mọi người chiến thắng rực rỡ trong cái đường cầu này. Và tiếp tục mình sẽ hẹn mọi người ở những video sau. Chào tất cả anh em nhé.